xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình là Dục Cờ. Và hôm nay là thứ năm là ngày giữa tuần và bé Hứa cố gắng chăm ngoan. Và vì bé Hứa cố gắng chăm ngoan nên là bé sẽ được công bố mẫu áo hoàn toàn mới kỷ niệm 6 năm của kênh Dương FG. Thưa quý bạn các vị, cuối cùng thì mẫu áo này sau hàng tháng ấp ủ mình cũng có thể ra mắt được nó rồi. Có hai mẫu, đó là mẫu basic. Các bạn thích đơn giản thì có thể chọn mẫu basic nhìn rất đơn giản, sang trọng, lịch thiệp. Thứ hai đó là mẫu 3D giúp các bạn có thêm phong cách chất trời người rơi hơn. Và đặc biệt là với mỗi 100.000 các bạn mua áo thì các bạn sẽ nhận được 10 vé quay số trúng thưởng FG Coin phiên bản giới hạn. Chỉ có 100 chiếc trên toàn thế giới này. Kèm với đó là thẻ định danh có chữ ký của mình và có số thứ tự. Đỉnh cao không? Tức là các bạn mua càng nhiều thì càng nhiều vé. Ví dụ các bạn mua 100.000 thì các bạn nhận được 10 vé. Các bạn mua 1 triệu thì các bạn được 100 vé. Và đương nhiên càng nhiều vé thì cơ hội chúng càng cao. Vâng, chủ yếu mình là như vậy là vì mình muốn là các bạn dù hộ ít hay nhiều thì các bạn đều có cơ hội trúng đồng xu FG Coin này. Và các bạn ạ, chỉ có 7 ngày thôi để đặt áo và một khi nó đi là nó sẽ đi vĩnh viễn, kèm theo đồng coin này sẽ không bao giờ quay trở lại thêm một lần nào nữa đâu. Nên là ngay bây giờ hãy đặt áo ở link phía dưới mô tả và comment chỉ có 7 ngày thôi, đặt ngay không thì nó sẽ bày. Anh em hiểu nhau quá, hợp lý quá. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với cô nhi viện review. Khởi đầu trong ngày không tốt như tôi tưởng, nhưng tôi tin là các bạn sẽ làm tôi vui lên trong những video tiếp theo. Ví dụ về Hiếu Thảo, bà bị đau vai, cháu bóp vai cho bà. À, cũng Hiếu Thảo đấy. Bà bị viêm họng, cái đấy con nữa. Nice. Được vô lờ, đỉnh. Được các bạn ơi. Bố ơi, ngày xưa bố sống qua đại dịch coronavirus thế nào ạ? À, bố chỉ làm theo hướng dẫn của ngài tổng thống bấy giờ là Donald Trump thôi con ạ. Mẹ, chị lại nói chuyện một mình. Bây giờ các bạn kiểu meme vật châu lục rồi. Các bạn không chế giễu những thứ có trong nước nữa mà các bạn bê ra chế giễu thứ ở nước ngoài. Tôi tự hào với các bạn, các con của tôi trưởng thành hết rồi. Ồ, mình nhớ quảng cáo này, ngày xưa mình có xem rồi. Cái này gì? Không, tôi chỉ là sữa, đó là niềm vui. Vinamilk 100. Tôi thề nó ghép. À đây, tôi nhớ rồi, đây mới là cái chính này. Ờ, quảng cáo sữa ngày xưa này. Đạch ngựa ngày xưa nó vẫn cười này à? Không, nó vẫn chẳng đỡ tí nào ạ. Không chỉ là sữa, đó là niềm vui. Không chỉ là sữa, đó là niềm vui. Đối với tôi, bà mẹ là kho báu. Vì muốn gặp họ, bạn cần phải có bản đồ và nobody. Khi ai đó hỏi tôi về chiếc điều hòa nhanh nhất thế giới. Ok, con ruồi. Nhìn kỹ hơn vào mắt con ruồi. Mangeku Soringa. Richard. Nghèo. Ngu ngốc. Cho hề của cuộc sống. Thán đổ Crush. Bạn. Nghèo. Ngu ngốc. Trò hề của cuộc sống. Now Russell, the question is, what is the only disease eliminated this century? You've chosen to phone a friend to use one of your lifelines. Yeah, I'd like to call one of my friends, thanks Eddie. Okay. Is it okay if I dial them up? Sorry? Could I ring them? I suppose. Thank you. Có thể làm thế được à?
Mình tưởng kiểu đăng ký trước một list người ấy chứ. Tự gọi. Hello idiots, Russell mate. No. Could you give me the answer? Wow! Top 10 plot squid kinh dị nhất trong phim anime. Bạn nghĩ cục ngọc lục bảo này đáng giá bao nhiêu? Giáo viên, em đã làm bài tập chưa? Tôi sau một hồi giả vờ lục cặp. Em quên mất không nói với cô. Hôm qua con chó nhà em nó bị đau bụng. Nó bảo là trong quyển sách của em có phương thức chữa đau bụng dành riêng cho nó. Nó mới dở ra xé đúng cái trang thuốc chữa đau bụng đấy, nó mang đến bệnh viện và bảo bác sĩ chữa cho nó. Run rủi thế nào mặt sau cái trang thuốc chữa đau bụng đấy lại là bài tập của em. Mà bác sĩ sau khi sử dụng xong thì lại ném nó vào thùng rác để tiêu hủy vì dịch bệnh corona đang tràn lan. Thế nên bây giờ em lại không có bài tập nó mới chán chứ lệ. Anh có ổn không? Anh cần thứ gì đâu không? Anh cần số của em. Tới đây ta lấy 3 trừ 5. Rồi thì... Bé làm sao trừ lớn được hả anh tôi? Con chó đáng yêu quá. Tôi bế được không? Tất nhiên rồi. Con dài cá đáng yêu thế. Tôi bế được không? Chứ sao? Các bạn nghĩ các bạn là con dài cá hả? Đỉnh cao của người chơi hệ nước lọc là phân biệt được mùi vị của từng chai này. Cá nhân mình thì không phân biệt được mùi vị của từng chai, nhưng mà mình biết cái chai Evian màu đỏ đỏ ấy, giá đâu đó khoảng 25.000 một chai 250ml ấy. Nó có vị tiền các bạn ạ. Me and the boy. Tác dụng của đeo kính: lái xe, đeo kính thành giáo sư. Hang động, đeo kính thành thư ký. Mổ thịt, đeo kính thành họa sĩ. Bảo kê, đeo kính thành thiết kế thời trang. Ok, thì đó là những bài đăng của tuần này. Mình dự tuần này làm 2 tập cơ nên là... Yeah, hôm nay làm ngắn như vậy thôi. Chủ yếu là truyền đạt được thông tin rằng tôi đeo kính rất đẹp trai. Dù nó có là kính gì đi chăng nữa, làm ơn đi. Các bạn đừng có ý kiến nhiều việc đấy. Thế thôi nhá. Còn bây giờ tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Tôi với Giai Cá có buổi hẹn riêng.